Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Học Viện Trader. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn về các vấn đề liên quan đến việc là giao dịch theo đường xu hướng thị trường. Thì ở những video trước thì mình đã chia sẻ với các bạn, thứ nhất là video thứ nhất là cách xác định đường xu hướng hay trendline. Video thứ hai đó là những cách chúng ta có thể áp dụng cái đường xu hướng vào trong giao dịch. Và video thứ ba đó là những cái chiến lược chúng ta đưa ra khi mà thị trường phá vỡ đường xu hướng. Và video thứ tư đó là cách chúng ta để xác định những cái vùng lên mua hay vùng lên bán theo cái xu hướng thị trường. Thì ở video thứ năm này thì chúng ta sẽ học cách đánh giá một xu hướng, đồng thời chúng ta sẽ áp dụng những cái chiến lược giao dịch như thế nào vào trong thị trường khi chúng ta có cái nhận định và đánh giá. Và để hiểu được cái video này một cách sâu sắc thì các bạn nào mà chưa xem các video trước đó thì các bạn có thể vào Học Viện Trader, sau đó chọn vào phần playlist và chọn đến phần giao dịch theo trendline đường xu hướng thị trường. Các bạn nên xem từ đầu đến cuối để hiểu rõ hơn cái video này. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Để sử dụng đường xu hướng vào trong giao dịch thì chúng ta cần phải xác định rằng thị trường có xu hướng thì cái xác suất đem lại tỷ lệ thành công cho việc giao dịch theo xu hướng thị trường sẽ tăng lên. Với thị trường không có xu hướng thì ta không nên ép thị trường vào một cái đường xu hướng nào đó. Vì vậy, khi đã xác định được thị trường đang có xu hướng với một xu hướng tăng thì thị trường luôn hình thành nên các mức đỉnh đáy cao hơn. Với thị trường xu hướng giảm sẽ hình thành nên các mức đỉnh đáy thấp hơn. Và sau đó chúng ta sẽ đánh giá cái sức mạnh của xu hướng. Thì trong một thị trường có xu hướng thì chúng ta cần quan tâm ba dạng chính, đó là xu hướng mạnh hay xu hướng vừa phải hay là một xu hướng yếu. Thông thường thì thị trường sẽ có những cái đợt sóng đẩy, sau đó là sóng hồi, sau đó lại có những đợt sóng đẩy, sau đó lại đợt sóng hồi, sau đó lại đợt sóng đẩy. Thì để xác định một xu hướng mạnh, vừa hay là yếu thì chúng ta sẽ căn cứ vào việc là cái sóng hồi so với cái biên độ sóng đẩy là bao nhiêu. Với một thị trường xuống mạnh thì cái mức độ hồi nó trên 30%, đấy là mức tương đối mà chúng ta có thể tham khảo. Với một thị trường xuống vừa phải thì mức độ hồi tầm 30-60%. Và với một thị trường xuống yếu thì thông thường nó sẽ hồi khoảng trên 60%, trên 60. Thì đấy là cái yếu tố thứ nhất mà chúng ta cần phải quan tâm. Thì yếu tố thứ hai đó là khả năng vượt đỉnh đáy cũ. Thì với một xu hướng mạnh thì cái việc vượt đỉnh đáy cũ rất là rõ ràng, cái tín hiệu rất là rõ ràng, nó vượt lên đến đây. Thì đối với một xu hướng vừa phải thì nó cũng vượt rõ ràng, nhưng tuy nhiên nó không thể bằng một xu hướng mạnh được. Và với một xu hướng yếu, vượt đỉnh vượt đáy của nó rất là yếu. Và tại các mức đỉnh đáy thì chúng ta sẽ có những mức kháng cự. Đây, các mức kháng cự hỗ trợ. Sẽ có những mức kháng cự hỗ trợ. Thì với một xu hướng mạnh thì thông thường cái xác suất giá hồi về mức kháng cự hỗ trợ là rất là thấp. Xu hướng vừa phải thường giá sẽ hồi tại cái mức kháng cự hỗ trợ. Và với một xu hướng yếu thì giá hồi rất là sâu hơn cả so với cái mức kháng cự hỗ trợ. Và khi chúng ta giao dịch bằng trendline thì với một xu hướng vừa nó sẽ đem lại một cái trendline rất là tin cậy nhất trong tất cả các dạng. Với một xu hướng mạnh thì cái đường trendline này việc phá vỡ của nó là khá là dễ dàng. Và với một xu hướng yếu thì chúng ta không nên căn cứ vào trendline để giao dịch, vì cái trendline này nó không đủ sự tin cậy để chúng ta giao dịch, nó rất dễ bị phá. Đây, như vậy bây giờ về vấn đề là chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ nào để giao dịch. Nếu việc sử dụng mức kháng cự hỗ trợ để giao dịch trong một xu hướng mạnh thì tất nhiên chúng ta rất khó để tìm kiếm được cơ hội giao dịch, tại vì thông thường giá nó khó có thể hồi về mức kháng cự hỗ trợ. Đối với một xu hướng vừa phải thì cái tỷ lệ đó nó được tăng cao hơn, tức là giá có khả năng hồi về cái mức kháng cự hỗ trợ được dễ dàng hơn. Và tất nhiên xu hướng yếu thì chúng ta sẽ không áp dụng việc là sử dụng kháng cự hỗ trợ để giao dịch. Đối với xu hướng mạnh thì chúng ta có thể áp dụng cách nào? Với xu hướng mạnh thì chúng ta sẽ quan sát rằng liệu rằng ở đây nó có thể các nhịp sóng hồi có thể xuất hiện một downtrend hay không. Nếu xuất hiện downtrend thì chúng ta có thể canh giao dịch khi giá phá vỡ downtrend. Cách thứ hai đó là chúng ta sẽ xem xét cái giai đoạn là giá điều chỉnh, xem có xuất hiện những mô hình nến đảo chiều. Khi đó thì chúng ta sẽ có thể cân nhắc cái tín hiệu giao dịch đi theo xu hướng thị trường. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với ví dụ cụ thể. Thì đây là một ví dụ về một xu hướng giảm giá rất là mạnh. Thì tại các mức đáy này chúng ta có thể vẽ các mức kháng cự hỗ trợ. Và bạn có thể thấy là thị trường nó giảm giá rất là mạnh và hầu như nó không hồi về các mức kháng cự này để cho chúng ta có thể tìm kiếm cơ hội giao dịch. Thì với thị trường như này thì chúng ta có thể xem xét tại các mức giá hồi này có xuất hiện mô hình nến đảo chiều thì có thể là một cơ hội để chúng ta giao dịch. Thì đây là một thị trường có xu hướng vừa phải. Thì đây là các bạn thấy rằng là chúng ta có thể xác định được các mức kháng cự hỗ trợ. Đây, các mức kháng cự hỗ trợ. Và thị trường sau khi giá phá qua
đỉnh cũ thì thị trường lại test lại mức kháng cự hỗ trợ. Đây cũng vậy, thị trường phá qua và sau đó lại test lại. Đây, thị trường đã phá qua và sau đó lại test lại. Thì tại chính những cái vùng này, đó là những vùng mà chúng ta có thể canh giao dịch khi thị trường hồi về các mức kháng cự hỗ trợ. Và nếu ở đây xuất hiện những tín hiệu lớn đảo chiều, đó là những cơ hội để chúng ta tận dụng đi theo xuống thị trường. Thì đây là cái ví dụ về thị trường với xu hướng rất là yếu. Đây, thị trường cũng tạo ra các mức đỉnh đáy cao hơn. Tuy nhiên thì bạn thấy rằng là giá vượt đỉnh rất là ít và cái mức độ hồi rất là sâu. Thì đây là thể hiện một thị trường đang tăng giá rất là yếu. Với thị trường tăng giá yếu này thì chúng ta không nên giao dịch khi mà giá có sự hồi về lại ở cái đường xu hướng, vì cái xác suất hay là cái khả năng giá bị phá vỡ cái xu hướng này rất là cao. Thì đấy là như vậy. Thì trong ví dụ này thì chúng ta sẽ học cách đánh giá xem là thị trường đi theo xuống thị trường trước đó hay là có khả năng đảo chiều bằng việc xem xét cái nhịp giá hồi. Giả dụ đây là trong thị trường tăng giá, thì bạn thấy rằng đây là một cái giai đoạn thị trường tăng giá rất là mạnh. Đây, thị trường tăng giá rất là mạnh. Tiếp theo là thị trường giảm giá và sau đó thị trường tăng giá mạnh trở lại. Thì tại thời điểm giá vượt qua cái, hay chính xác là giá phá vỡ cái xu hướng giảm này, thì tại thời điểm này, thì chúng ta cần cân nhắc là đánh giá xem là liệu rằng cái xác suất giá trở lại xuống trước đó, đây chính là xuống trước đó, cao hay là thấp. Bằng việc nhìn nhận, thứ nhất là cái xu hướng hồi này ra làm sao, thì bạn thấy rằng đây là một xu hướng hồi rất là yếu, với việc là giá tạo lên các mức đáy sau đó nó không thật sự rõ ràng, và đồng thời thì những cái nhịp hồi lại nó rất là lớn, chắc chắn là phải trên 60%. Thứ hai đó là lại xét cái biên độ, đây chính là cái biên độ giá hồi so với cái xu hướng tăng trước đó. Thì ở đây bạn thấy rằng nhìn này, chắc chắn là cái biên độ hồi này nó đâu đó dưới 50%. Thì với những cái biên độ dưới 50% hay đặc biệt là dưới 30% thì khả năng giá quay trở lại xuống trước đó sau khi phá vỡ cái xu hướng hồi này nó rất là cao, so với việc là nếu giá hồi khoảng trên 60%, thì cái việc quay lại xu hướng nó sẽ gặp khó khăn hơn rất là nhiều. Bằng việc là chúng ta xem xét cái nhịp hồi này, chúng ta có thể đánh giá được thị trường có khả năng đi theo xu hướng trước đó hay không sau khi phá vỡ cái xu hướng hồi này. Thì trong video ngày hôm nay thì mình đã chia sẻ với các bạn về cách nhận diện ra xu hướng thị trường, đồng thời cách áp dụng những phương pháp giao dịch khi mà nhận diện được cái xu hướng thị trường và đánh giá được là liệu rằng thị trường đang hồi hay là thị trường có thể đảo chiều. Nếu bạn thấy video này hay, hãy nhấn like hoặc là subscribe kênh Học viện Trader để nhận được các video mới nhất. Ok, thì video của mình tạm thời sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.